À, xin chào các bạn. À, trong phần này đã sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nguyên lý của việc sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C. Thì đây là một nguyên lý rất là căn bản và rất là thú vị. Nếu các bạn hiểu được điều này thì các bạn hiểu được cái nguyên lý hoạt động của hàm. Mình lúc nào mình cũng khuyến khích các bạn là hiểu thật là rõ những cái căn bản, tại vì các bạn hiểu căn bản thì các bạn sẽ làm được rất nhiều thứ nâng cao. Nâng cao không không ở đâu xa cả mà từ những cái điều rất là căn bản. Thì mình đã quay trở lại cái ví dụ cũ hôm trước, nhưng mà mình gỡ bỏ những cái lằng ngoằng for đi, để còn lại mỗi một hàm print f phần trăm d và in ra cái chữ power 2 3 này, có nghĩa là 2 mũ 3 thôi, còn những cái khác là mình bỏ hết đi. Thì trước hết là mình sẽ chạy thử cho các bạn coi. Đây thì mình bấm chạy thử, các bạn thấy là 2 mũ 3 là bằng 8, ổn đúng không? Thì phần mình muốn nói hôm nay chính là cái phần này. Thì mình sẽ cho các bạn coi lại cái hình hôm trước. Thì ở đây hai cái thằng cơ số và số mũ này mình gọi là khai báo tham số ha. Thì mình cũng sẵn đây mình sẽ cho các bạn cái từ tiếng Anh của tham số. Các bạn đừng thắc mắc tại sao là mình lại cho tiếng Anh, thì việc lập trình các bạn luôn luôn bắt buộc là các bạn phải biết tiếng Anh. Thì ở đây các bạn thấy là mình đã ghi là tham số là bằng parameter, thì đây là từ tiếng Anh của nó, còn tiếng Việt là tham số. Thì kể cả tiếng Anh hay là tiếng Việt, các bạn đều không hiểu tham số là gì ha. Điều này hoàn toàn bình thường. Tạm thời bây giờ các bạn cứ theo mình sẽ dần dần giải thích tham số là gì, đối số là gì, parameter là gì và arguments là gì. Đó là những cái thuật ngữ tiếng Anh và thuật ngữ lập trình các bạn cần phải nắm. Trước hết mình sẽ đi vào cái chỗ này để mình coi thử là số 2 và số 3 nó sẽ hoạt động như thế nào với cơ số và số mũ. Thì mình ở đây mình nhìn thấy là nó sẽ tương xứng là cái chữ power ở đây ha, và số 2 nằm ở cái phần của cơ số và số 3 nằm ở số mũ. Các bạn thấy ở chính giữa này là cái dấu phẩy và đây là cái dấu phẩy, thì dễ dàng các bạn nhận thấy là số 2 nó tương đương với phần in cơ số đây và số 3 tương đương với phần in số mũ ha. Thì các bạn có thể mường tượng là số 2 nó sẽ được chui vào trong này và số 3 nó sẽ được chui vào trong này đó, và nó sẽ đầu nó tính. Và trong quá trình tính á, thì nó sẽ lấy kết quả nhân kết quả cơ số. Thì ở đây cái bước này mình muốn rút gọn cái này một chút. Thì lần trước mình đã nói các bạn là cộng bằng đúng không, thì hôm nay mình sẽ làm một cái phương thức là nhân bằng, thì nó cũng có kết quả tương tự. Ở đây mình sẽ cho các bạn coi lại như thế này, thì kết quả là bằng kết quả nhân với cơ số. Thì khi các cái kiểu là cái phép toán mà có cái kết quả và cái tham số của nó ở đây là giống nhau, thì các bạn có thể bỏ hết tất cả đi và mình thay bằng cái phép toán ở đây. Ví dụ phép toán nhân thì các bạn sẽ sửa lại thành nhân bằng. Thì đây là một cái việc rút ngắn trong lập trình. Thì khi các bạn lập trình nhiều á, cái này trở thành một điều rất là bình thường. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại có thể nó còn chạy đúng hay không. Thì nó vẫn ra là số 8 ha. Quay trở lại vấn đề thì tại sao nó in ra số 8 được? Đó là tại vì số 2 mũ 3 lần. Thì bằng cách là kết quả ở đây mình sẽ hôm nay mình sẽ cho các bạn coi cái debug. Cái này rất là quan trọng cho nên mình muốn làm thật là chậm cho các bạn coi. Mình sẽ đặt một cái debug F5 ở đây và mình bấm debug ở đây ha. Các bạn bấm F8 là thấy debug. Thì mình luôn luôn có cái cửa sổ watch ở đây, nếu các bạn không có thì các bạn bấm vào đây thì nó hiển thị đây cửa sổ watch cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là ngay tại thời điểm này cơ số nó sẽ bằng 2 và số mũ bằng 3, đúng như những gì mới nãy mình đã nói cho các bạn. Nó ghi là function arguments, ở đây mình ghi là tham số là parameter, nhưng mà đây là ghi là function arguments. Thì lát nữa mình sẽ giải thích tại sao là ghi là arguments ở đây ha. Thì các bạn thấy là số 2 nó sẽ đi vào cơ số ở đây và số 3 nó sẽ là đi vào số mũ. Bây giờ kết quả và y thì mình chưa khai báo cho nên nó có những giá trị rác. Bây giờ mình sẽ đi qua cái dòng này. Trong kết quả thì nó sẽ thay đổi giá trị của cái kết quả. Ở đây mình bấm F7 nó đi qua và kết quả các bạn thấy là nó thay đổi là trở thành số 1 rồi. Giờ tiếp tục mình sẽ đi vào cái vòng loop for này, thì nó sẽ y là bằng 1, y bé hơn số mũ hiện giờ bằng 3, thì y bé hơn số mũ cho nên là sẽ đi xuống bên dưới. Và các bạn thấy kết quả hiện giờ là mình khai báo ngay từ ban đầu đã bằng 1 và cơ số bây giờ nó bằng 2, thì phép toán này có nghĩa là 1 nhân bằng với 2, nghĩa là bằng 1 bằng 1 nhân với 2, có nghĩa là bằng 2. Thì qua kết toán các bạn thấy bằng 2 chưa? Tiếp tục thì mình sẽ đi qua tiếp chỗ này, thì
y nó sẽ không không qua bước này nữa, bước này là cũ rồi không bao giờ thực hiện nữa, nhưng mà qua bước này á thì y nó sẽ tăng lên một, tại vì có phép cộng cộng ở đây, và y tăng lên một nó sẽ bé hơn số mũ, tại giờ số mũ nó vẫn bằng 3, cho nên là phép toán nó được tính tiếp một lần nữa. Và các bạn thấy là ở đây kết quả nó sẽ lên nhân 2 một lần nữa, kết quả là bằng 2 nhân bằng với 2, cơ số là bằng 2 thì nó sẽ là bằng 4, và đi lên và nó sẽ kiểm tra ok cái y này nó vẫn bằng 2, 2 nghĩa là nhỏ hơn số mũ là bằng 3, thì nó sẽ bỏ qua và tiếp tục là y cộng cộng, nghĩa là hoặc là cộng cộng y thì nó sẽ tăng lên là bằng 3 và sẽ đi xuống bên dưới này, và nó kết quả bằng 4, mình 4 mình nhân bằng với lại 2, tại cơ số nó vẫn bằng 2 thì 4 nhân 2 bằng 8 thì đây là kết quả. Và bây giờ y nó đã là bằng 3 rồi và y nó vẫn bằng với số mũ, cho nên là nó sẽ tiếp tục, nhưng mà khi mà nó cộng cộng thêm một lần nữa thì nó đã bằng 4 rồi, 4 thì nó lớn hơn số mũ, cho nên là đây các bạn thấy là nó đã đi ra khỏi cái hàm return, nó sẽ đi ra khỏi return về kết quả. Thì các bạn thấy ở đây là nó đã làm xong. Thì bây giờ vấn đề mình muốn nói cho các bạn á là số 2 và số 3 đã được truyền vào trong này, và số 2 với số 3 người ta gọi nó là đối số, và cái tên của nó là argument như thế này, thì đây gọi là đối số. Thì số 2 và số 3 này mình gọi là đối số, và cái khai báo này hả mình gọi là tham số, hay nói cách khác cái in in cơ số và in số mũ này mình gọi là parameters, và hai cái giá trị này nè mình gọi là arguments. Thì các bạn có thấy một điều á là cái số 2 và số 3 được truyền vào trong này đúng không? Và bây giờ nếu mình thay đổi như sau, thì đây mình có một cái ví dụ cho các bạn. Mình tạo ra một cái biến là integer gà nướng muối ớt bằng 2, và một cái biến là bánh cuốn thịt heo bằng 3. Và bây giờ mình cho cái gà nướng muối ớt và cái bánh cuốn thịt heo vào trong cái hàm power này. Thì các bạn có để ý là bây giờ cái hàm này chắc chắn là nó vẫn sẽ chạy in ra 2 mũ 3 bằng 8, tại vì gà nướng muối ớt bằng 2 và bánh cuốn thịt heo bằng 3, cho nên mình sẽ mũ ra giống như vậy. Bây giờ mình chạy thử cho các bạn coi nó đúng như vậy không, thì kết quả đúng là như vậy. Vậy thì bây giờ các bạn thử tưởng tượng là cái gì đã được gửi vào trong cái hàm power này, gà nướng muối ớt, bánh cuốn thịt heo hay là số 2 và số 3, thì các bạn tự đặt câu hỏi và bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn. Cái mà được truyền vào cái hàm power không phải là gà nướng muối ớt và bánh cuốn thịt heo, mà là số 2 và số 3, tức là cái giá trị mà gà nướng muối ớt và bánh cuốn thịt heo đang giữ vào trong cái hàm power. Và cái nguyên lý này nó có một cái tên, nó gọi là truyền tham trị. Mình không có khoái cái tên này thế nào tại nó là từ Hán Việt mà mình chả hiểu nó là cái gì cả, và tiếng Anh của nó là call by value. Bây giờ mình sẽ ghi cả hai. Thì tên tiếng Việt của nó là truyền tham trị. Khi mà mình đi học mà mình chả hiểu cái gì gọi là tham trị cả, nhưng mà nếu các bạn ghi là call by value thì mình hiểu, tại vì value là giá trị của nó, phát âm mình không đúng lắm có thể, nhưng mình hiểu nó gửi cái giá trị của cái biến vào. Còn cái tham trị ok có thể là cái giá trị của tham số anyway, nhưng mà không ai giải thích cho mình cả, thì hôm nay mình giải thích cho các bạn là cái hàm trong C nó sẽ nhận cái giá trị của cái biến đưa vào chứ không phải là cái biến đấy ha. Thì cái gì trong bài sau mình sẽ chứng minh cho các bạn là cái truyền giá trị vào và truyền cái biến đưa vào nó khác nhau hoàn toàn. Thì bài này mình chấm dứt tại đây, và mình mong các bạn hiểu được là truyền tham trị hay call by value là cái nguyên lý của cái hàm trong C, có nghĩa là trong C nó chỉ gửi cái giá trị mà cái biến đang giữ vào trong cái hàm mà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.